Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Kidman K350 là một cây organ dành cho dân đi show, có giá chưa đến 7 triệu đồng. Với số tiền như này, hàng loạt câu hỏi về đàn khiến cho K350 trở nên rất thú vị và cần được giải đáp. Hôm nay, team được đón tiếp thầy đến mua đàn tại showroom. Các bạn hãy theo dõi video nhé. Đây là bên trong cửa hàng, mọi người có thể thấy sự phong phú của nhiều nhạc cụ đến từ các thương hiệu uy tín, chất lượng hoàn hảo. Từ organ của nhà Kidman, piano cơ của Kawai, Yamaha, cả những cây guitar điện được treo cẩn thận trên giá đỡ của nhà Tokai. Mời các bạn khám phá bên trong thùng K350 cùng với thầy có gì nhé. Organ K350 gồm có đàn, giá để sách, sách hướng dẫn, nguồn đến lúc thưởng thức những giai điệu say mê, cách sử dụng big band hoàn hảo và xem thầy lả lướt trên phím đàn nào. K350 có ưu điểm phù hợp cho các bạn học nhạc tìm hiểu thôi. Đàn có 61 phím cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD, thư viện âm thanh khổng lồ lên đến 657 tiếng, 128 âm polyphony cho bạn sự tự do sáng tạo các thể loại nhạc, tùy chọn 160 bài hát được cài sẵn và lưu trữ tối đa 10 bài hát từ người chơi, 240 điệu cài sẵn và 50 điệu cài thêm. K350 hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như metronome đếm nhịp, split chia bằng phím, phase khóa bằng tiếng khi chơi, transpose tăng giảm tông, big band giúp cho người chơi luyến lấy những bài nhạc dân ca, bolero và nhạc hoa. Cùng sự đa dạng về chức năng, đàn còn được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Đàn K350 ngoài mức giá hợp lý cho việc đi show cũng như phù hợp cho các bạn học nhạc lâu dài thì chế độ bảo hành là điểm nhấn mà các bạn không nên bỏ lỡ. Bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Buổi mua đàn của thầy đã hoàn tất, bước quấn đàn được team tiến hành vô cùng kỹ càng với nhiều lớp ni lông để giảm chày xước cũng như tránh ẩm ướt khi trời mưa, mà còn giữ được vẻ đẹp hoàn hảo nhất của sản phẩm đến tay khách hàng. Quà tặng vô cùng hấp dẫn khi mua K350 là bao đàn, chân đàn và pedal cùng bạn nhân viên mang đàn ra xe và theo thầy về nhà nhé. Cảm ơn thầy đã chọn Minh Phụng Music làm người bạn đồng hành mang vẻ đẹp của âm nhạc đến với các em học sinh nhờ sự cải tiến vượt trội và được update những điệu nhạc trending thích hợp với các bạn trẻ mà Kidman K350 đang từng bước mang đến thầy và khách hàng những giây phút thư giãn tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.